Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phan nhân.com. Một công ty chuyên cung cấp các loại dây điện, các điều khiển, các loại vật tư ngành điện, trong đó có các loại dây đồng. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn thấy tận mắt, sờ tận tay một cái loại dây đồng, dây điện từ mà hiện tại là phan nhân đang bán. Để anh chị các bạn có thể hình dung cái loại đó nó là cái màu sắc nó như thế nào, cũng giống như là cái cách đóng gói của cái loại cuộn dây đồng này như thế nào. Thì hiện tại là phan nhân đang cung cấp hai cái nhãn hiệu dây đồng Tiến Thịnh và dây đồng Taiya anh chị các bạn. Đây, dây đồng này là dây đồng Taiya này, từ cấp điện Taiya. Những cái dây đồng mà nhỏ, dây đồng mà cái quy cách nó nhỏ thì người ta hay gọi là dây điện từ. Cái loại dây đồng này á, thì người ta được sử dụng dùng để quấn motor, người ta quấn những cái lỗi motor hay là những cái biến thế điện anh chị các bạn. Những cái dây đồng nhỏ thì người ta dùng để quấn những cái tụ điện tử trong cái tụ điện tử. Nói chung là ứng dụng của cái dây đồng này sử dụng rất là nhiều, tùy theo cái lĩnh vực mà anh chị các bạn cần mua sử dụng. Bản thân của mình là một đơn vị thương mại nên mình chỉ hiểu nôm na như vậy thôi. Thì Hùng bóc một cái thùng dây đồng ra, thùng cuộn dây đồng ra, thì hiện tại là dây đồng được sản xuất và đóng gói như thế này đó anh chị các bạn. Thì phan nhân có rất nhiều quy cách từ nhỏ tới lớn. Chúng tôi có quy cách từ 0.1 mm, đây là quy cách 0.1 nè, 0.1 mm, đến quy cách 3 mm, 4 mm, 5 mm. Cái dây đồng này á, dây đồng nhỏ thì người ta thường quấn trong những cái tụ điện tử. Một số công ty sử dụng điện tử thì người ta sản xuất điện tử thì người ta sử dụng dây đồng này rất nhiều. Những công ty mà sản xuất motor á, thì người ta sử dụng dây đồng lớn hơn, tùy theo cái số HP, số ngựa của motor đó nên người ta có quấn. Nói chung là dây đồng là sử dụng rất là nhiều. Dây đồng này là thường thường là dây đồng đỏ nha anh chị các bạn. Dây đồng đỏ, cái màu của dây đồng đỏ là như thế này. Cái cách đóng gói của dây đồng á, cái cách đóng gói của dây đồng thì cũng tùy theo mỗi hãng mà có cái sự đóng gói khác nhau. Hiện tại thì mình không hiểu vì sao thì Taiya nó đóng gói cái cuộn này á, nó là 16.29 nè. Rồi cái cuộn này á là 14.16 nè. Rồi cái cuộn này á là nó là 7.04 nè. Cái cuộn này á là nó là 10.21 nè. Cái cuộn này là 13.26 nè. Cái cuộn này là 13.13. Nói chung quay lại mình nhận thấy như vậy. 22 cuộn mà hiện tại Hùng đang review đây thì nó không có cuộn nào nó giống cuộn nào về cái số lượng. Chắc có lẽ là do có quá trình sản xuất người ta chạy ra thôi. Cùng một quy cách nhưng mà cái đóng gói nó khác nhau anh chị các bạn. Cái này Hùng không rõ nha. Cái này Hùng không rõ trên cái vấn đề sản xuất của Taiya. Nhưng mà có một điều á, là mình thấy rằng là cái quy cách này hình như là người ta bán theo quy cách là số lượng ký. Số lượng ký này. Tổng số lượng ký. Khi anh chị và các bạn mua thì chắc có lẽ là anh chị mua thì mà công ty mình bán theo ký, và cái cuộn nó không thống nhất là một cuộn nó bao nhiêu ký nha. Tổng số lượng ký á, tổng số lượng ký thì mình cộng lại thôi, cộng lại đủ thôi. Và cũng có khi là một cái đơn hàng á thì mình đặt, ví dụ mình đặt 300 ký nhưng mà Taiya nó cộng lại thì nó dư 1-2 ký, thì cái đó anh em mua bán mình thương lượng lại thôi, chứ còn cái cách đóng gói của Taiya thì nó không đúng. Công ty phan nhân thì chúng tôi là bán dây đồng của Tiến Thịnh á, thì cái lưu lô của Tiến Thịnh là một lưu lô nó khoảng cỡ 15 ký hoặc là 30 ký. Thì khi mà chúng tôi mua về á thì chúng tôi có thể chạy theo số lượng ký, quấn lại trên cái trục lưu lô cho anh chị và các bạn. Ví dụ như anh chị và các bạn cần là ví dụ 5 ký thì chúng tôi sẽ chạy ra, chúng ta sẽ chiết cái dây đồng này ra 5 ký bán cho anh chị các bạn, và 7 ký thì chúng tôi bán 7 ký. Còn Taiya thì đóng theo thùng theo kiện như thế này. Thì những cái hàng này á, thì thường thường là đặt từ nhà máy ra,
Nên nếu mà anh chị các bạn có nhu cầu á, thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo. Phan Nhân sẽ nhận những cái thông tin của anh chị và gửi cho anh chị báo giá. Cái còn lại là hàng hóa thì anh chị các bạn có thể cần gấp thì có thể báo cho công ty và công ty sẽ dàn xếp cái vấn đề hàng hóa. Nếu có hàng hóa tại kho hoặc tại nhà máy thì chúng tôi sẽ giao hàng sớm. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ Phan Nhân. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác, anh chị các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới, những cái loại vật tư mới mà Phan Nhân bán mà anh chị các bạn chưa biết. Bên cạnh đó thì anh chị các bạn cứ chia sẻ cái clip này cho một số anh chị em, những người bạn của mình, những người có nhu cầu những cái loại hàng này để tìm biết Phan Nhân và mua hàng Phan Nhân một cách nó thuận lợi, rõ ràng và giá cả nó cạnh tranh. Xin gửi lời cảm ơn anh chị và các bạn trước. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.